Xin đồng nhiệt chào mừng tất cả quý khán giả và các bạn yêu mến bộ môn bóng chuyền ơi. Và là trước mắt của chúng ta đây là trận thi đấu cuối cùng của buổi thi đấu giao hữu này. Trận thi đấu giữa các anh trai đến từ câu bộ Vàng Danh và các anh trai đến từ câu bộ chủ nhà FC Vẻ. Và là trận đấu sẽ chính thức bắt đầu. Ông trọng tài điều khiển chính trận đấu này là trọng tài Hữu Hải. Một trọng tài là một cầu thủ của FC Vẻ và nhằm một tình huống kết thúc tuyệt vời của Thế Quyền. Vâng, điểm số đầu tiên trong trận đấu thứ nhất này đã thuộc về các trai đến từ câu bộ FC Vẻ 1-0. Con ngồi ra nóng này. Vâng, Mạnh Hùng ra người phát bóng. Một tình huống kết thúc không thành công, bóng ngoài sân. Một đều cho FC, một đều cho Vàng Danh. Một pha phát bóng không thành công của Đăng Khoa, 2-1 cho trai đến từ FC Vẻ. Với đội hình ra quân của ông trai bên phía đội FC Vẻ trong trận đấu đầu tiên của trận thi đấu giao hữu này đang gồm có Việt Quang, Mạnh Hùng, Đức Thịnh, Thế Quyền và anh Thành Trung. Có các trai bên phía đội câu bộ Vàng Danh đang gồm có Phú Mạnh, Đức Trọng, Đăng Khoa, Gia Bình và anh Nòng. Vâng, 3-1 cho trai đến từ câu bộ FC Vẻ. Và xử lý bóng vừa rồi là của Mạnh Hùng chưa thành công. Đức Trọng, cơ hội trả cho ai đây? Vẫn chưa thành công các bạn. Pha xử lý của Đức Trọng vẫn chưa được. Mạnh Hùng bám chắn quá tốt. Vâng, tình huống bám chắn thành công vừa rồi là của Gia Bình. 2-3 cho trai đến từ câu bộ Vàng Danh. Vâng, chàng Vàng Danh là chàng trai rất trẻ. Một tình huống bắn chắn tốt nữa của các trai đến từ câu bộ Vàng Danh và bắn chắn thành công của Phú Mạnh các bạn ạ. 3 đều rồi, điểm số đã trở về thân bằng. Vâng, một tốt Thế Quyền, một pha sóng ngay của chuyền hay Việt Quang. Phú Mạnh chưa được. Đăng Khoa, bóng vẫn còn. Tình huống kết thúc sẽ dành cho ai? Mạnh Hùng không được rồi. Vâng, điểm cho trai đến từ câu bộ Vàng Danh 4-3. Vâng, trong hai trận đấu trước đó thì Vàng Danh đã để thua các trai đến từ câu bộ U2 của Trương Vương. Còn các trai bên phía đội FC Vui Vẻ đã giành chiến thắng trước trai đến từ câu bộ U2 của Trương Vương. Nếu như các trai bên phía đội Vàng Danh mà giành chiến thắng trước trai đến từ câu bộ FC Vẻ thì coi như là hòa. Dạ. Cơ hội trả cho ai đây? Đăng Khoa. Cơ hội tổ chức phản công cho FC Vẻ. Mạnh Hùng chưa được. Cơ hội cho ai? Phú Mạnh không được rồi. Vâng, điểm cho trai đến từ câu bộ FC Vẻ 5-4. Ôi trời ơi, con này. Con này con ngồi nuôi kia này. Con ngồi nuôi kia. Rất đáng tiếc, tình huống phát bóng tấn công không thành công của Việt Quang. 5 đều cho trai đến từ câu bộ Vàng Danh. Vâng, các trận đấu của buổi thi đấu giao hữu này đều được tôi tường thuật trực tiếp trên kênh Facebook là Bóng Chuyền HVH. Rất mong được sự ủng hộ tất cả các quý vị anh chị các bạn. Và cách like, đăng ký và chia sẻ người cùng yêu mấy môn muốn chơi nhé. Ừ, chào em nhé. Ngồi chơi xem đã. Ngồi nghỉ ngơi uống nước rồi xem các em thi đấu ạ. Vâng, tình huống kết thúc vừa rồi, bóng ngoài sân. 6 đều cho trai đến từ FC Vẻ. Anh em ngồi nghỉ ngơi uống nước rồi xem anh em thi đấu. Một pha kết thúc không thành công nữa của anh trai đến từ câu bộ Vàng Danh, một điểm cho FC Vẻ 7-6.
Có Đức Thịnh sang người phát bóng cho FC về ạ. Anh Long không được rồi. Một tình huống trên hai không được tốt khiến cho anh Long xử lý bóng thành công. 86 cho FC về ạ. Con nên xem ít thôi. Một chơi đi xem ít thôi. Xem ngoài mặt. Đăng Khoa. Bóng vẫn còn các bạn, tình huống phòng thủ lăn xả của Vàng Danh. Đức Thịnh quá tuyệt vời. Vâng, tình huống ghi điểm của Đức Thịnh cho FC về ạ. Một pha kết thúc quá tốt của Đức Thịnh đã khiến cho hàng thủ bên phía đội Vàng Danh phòng thủ không thành công. 96 cho FC về ạ. Vâng, anh Thành Trung người phá bóng cho FC về ạ. Rồi Mạnh Hùng quá tuyệt vời, một tình huống quăng bom đến được vị trí của Mạnh Hùng. Vẫn là tình huống gặp quen thuộc giữa chuyền hai Việt Quan và ba cái bước quy lực thành công của Mạnh Hùng các bạn ạ. 16 cho FC về ạ. Quá tuyệt vời. Sẽ là màn đáp trả của ai ơi? Màn đáp trả của ai? Một tình huống chuyền hai không tốt rồi nhưng đã có điểm số cho Vàng Danh. Vâng, một tình huống xử lý bóng của anh Long đã mang được số 70 cho trai đến từ câu lạc bộ Vàng Danh. Ba. Quá tuyệt vời, đó là tình huống kết thúc của Thế Quyền. Vâng. Một tình huống quy lực, thành công của Thế Quyền các bạn ạ, và kết thúc phá chắn quay lực để mang được số 11-7 cho anh trai đến từ câu lạc bộ FC về ạ. Vâng, Mạnh Hùng sẽ là người phá bóng cho anh trai từ câu bộ FC về ạ. Ờ, về đi. Ngồi chơi sao anh em thi đấu á? Vâng, tình huống xử lý bóng thành công của Vàng Danh. Vâng, điểm cho FC về ạ, 12-7. Đức Thịnh người phá bóng. Đăng Khoa. Vâng, tình huống kết thúc thành công rồi. Vâng, điểm số tiếp theo cho anh trai đến từ câu bộ FC về ạ, 13-7. Con để 3 lần. Bước một tốt của Phú Mạnh không thành công. Vâng, tình huống phối hợp tấn công có thành công của con trai đến được cơ hội Vàng Danh, 14-7. Một pha sáng ngay của Gia Bình. Vâng. Vâng, một tình huống để bóng rơi được do rồi, điểm cho trai bên phía đội câu bộ Vàng Danh, 84. Vâng, anh đang cho người vào bóng cho trai đến từ câu bộ Vàng Danh. Với một tốt của anh Thành Trung. Đức Thịnh bóng chắn tốt, bóng vẫn còn. Cơ hội sẽ trả cho ai? Anh Long vẫn chưa thành công vậy. Một tình huống bóng không hiểu nhau rồi. Vâng, và bóng không hiểu nhau của anh trai đến từ câu bộ FC về ạ, điểm cho Vàng Danh, 94. Mạnh Hùng phá chắn thành công. Một tình huống đập phá chắn thành công của Mạnh Hùng để ra điểm số 15-9 cho FC về ạ. Vâng, Việt Quang sẽ là người phá bóng cho anh trai đến từ câu bộ FC về ạ. Một pha sáng bóng ngay của Gia Bình. Hội kết thúc sẽ dành cho ai đây? Anh Nông chưa được, bóng vẫn còn. Đăng Khoa, tình huống phòng thủ tốt của anh Thành Trung. Vẫn là Đăng Khoa. Vâng, lần này không còn cơ hội nào cho hàng thủ bên phía đội FC về rồi. Điểm cho Vàng Danh, 10-15. Và kết thúc uy lực thành công của Đăng Khoa các bạn ạ. Hai tình huống đập bóng liên tiếp uy lực của Đăng Khoa. Lần thứ hai thì Đăng Khoa đã thành công. Ôi, chào Hoàng Tuấn nhá. Vâng, điểm cho Vàng Danh, 11-15. Đăng Khoa quá tuyệt vời. Vâng, vậy là trọng tài xác định là điểm cho trai bên phía đội FC về 16-11 các bạn.
Vâng, Việt Quang sẽ là người phát bóng chàng trai đến từ câu lạc bộ FC Vẻ. Rất mạnh, tình huống bước một tốt của Phúc Mạnh. Anh Long không thành công rồi. Và đấy mà quả lưới thì quá đẹp luôn đấy. Vâng, 17, 11 chàng trai đến từ câu lạc bộ FC Vẻ. Đăng Khoa, và chuyển anh sang lưới. Sang chân rồi, Đăng Khoa sang chân rồi. 18-11 cho FC Vẻ. Vâng, Đức Thịnh sang người phá bóng cho FC Vẻ. Sẽ là tình huống kết thúc uy lực của ai? Anh Long không thành công các bạn. 19-11 cho trai đến từ FC Vẻ. Khoảng cách giữa đội đa tán được số. Vâng, một tốt rồi. Đăng Khoa, quá tuyệt vời. Đó là pha bóng hay này, đưa vị trí của Đăng Khoa vào lợi. Quá tuyệt vời Đăng Khoa. Vâng, Đăng Khoa đã giành điểm số 12-19 cho anh trai đến từ câu lạc bộ Bằng Danh. Vâng, vậy là Đức Trọng sẽ là người pha bóng cho anh trai đến từ câu lạc bộ Bằng Danh. Mạnh Hùng. Và phòng tốt của Đức Trọng. Thế Quyền, vâng, lần này thì không có cơ hội nào cho hàng thủ bên phía đội Vàng Xanh rồi. 20-12 cho anh trai đến từ câu lạc bộ FC Vẻ. Rất đáng tiếc, vâng, tình huống phát bóng không thành công của anh Hình Trung. 13-20 cho anh trai đến từ câu lạc bộ Vàng Xanh. Đăng Khoa người phá bóng, bước một tốt của anh Hình Trung. Một pha xử lý ngay của Việt Quang. Vâng, pha xong bóng ngay. Bóng vẫn còn các bạn ạ. Tình huống phòng thủ lăn xả của Bằng Danh với tình huống cứu bóng của Đăng Khoa. Đăng Khoa, quá tuyệt vời. Trời ơi. Một tình huống đập bóng như lá lại ba của Đăng Khoa. Vâng, không còn cơ hội nào cho hàng thủ bên phía đội FC Vẻ. 14-20. Rất đáng tiếc. Ngay sau đó thì Bằng Danh lại phát bóng hỏng. Vâng, 21-14 các bạn. Vâng, Việt Quang người phá bóng. Anh Long. Bóng chạm chắn rồi. 15-21 cho anh trai đến từ câu bộ Bằng Danh. Vâng, chúng ta có sức trẻ, chúng ta thi đấu quyết liệt lên. Đức Thịnh, quá tuyệt vời. Một tình huống phối hợp đánh trọng các bạn ạ. Tình huống trọng biên. Một tình huống dứt điểm tốt của Đức Thịnh để giành điểm số cho anh trai đến từ FC Vẻ. 22-15. Còn 3 điểm số thôi thì các anh trai bên phía đội FC Vẻ sẽ khép lại trận đấu đầu tiên này. Đăng Khoa. Vâng, đấy là câu trả lời đến từ vị trí của Đăng Khoa. 16-22. Vâng, Đăng Khoa một chàng trai rất trẻ, 25 của Bằng Danh cũng như thành phố Bí các bạn nhé. Tình huống phản bóng rất khó chịu của Đăng Khoa. Thế Quyền bắn chắn ra ngoài mất rồi. 23-16 cho FC Vẻ. Vâng, pha ghi điểm của Thế Quyền cho anh trai đến từ câu lạc bộ FC Vẻ. Tình huống phản bóng của Đức Thịnh. Anh Long có điểm số cho Bằng Danh. 17-23. Vâng, sẽ là màn đáp trả của ai đây? Một tốt anh Hành Trung. Mạnh Hùng không được rồi. Lần này thì Mạnh Hùng đã không thành công. 18-23 rồi. Vâng, điểm số, khoảng cách điểm số đang rút hẹp dần các bạn ạ. Khoảng cách về điểm số đang rút hẹp dần. Cháu bà nhá. Một pha sáu ngay của Việt Quang. Bóng ngoài sân mất rồi. Rất đáng tiếc cho Bằng Danh. 24-18. Vâng. Vâng, còn một điểm số thôi thì các anh trai bên phía đội FC Vẻ sẽ giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên này các bạn. Rồi, kết thúc trận đấu cho ai? Rồi, cho Bằng Danh, chưa được. Mạnh Hùng. Đăng Khoa. Bóng vẫn còn các bạn ạ. Bóng vẫn còn.
Không được rồi, vậy là khép lại trận đấu đầu tiên này thì các trai bên phía đội FC Vẻ đã xuất sắc vượt qua các trai đến từ câu lạc bộ Vàng Danh với số là 25-18. Vậy là hai đội sẽ tạm nghỉ ít phút để chuẩn bị đánh trận đấu thứ hai các bạn nhé. Vàng Danh phát bóng. Pha đập bóng rất mạnh của Mạnh Hùng nhưng mà bóng ra ngoài. Điểm cho Vàng Danh 1-0. Văn Hiệp. Đắc Khoa. Pha đập bóng rất mạnh của Đắc Khoa. Bóng đập vào tay chắn bay ra ngoài. Điểm cho Vàng Danh 2-0. Vàng Danh phát bóng. Thế Quyền. Pha đánh nhanh của Thế Quyền. Bóng vào tay chắn ra ngoài. Điểm cho FC Vui Vẻ 1-2. Đăng Khoa. Đăng Khoa đã lấy dấu cầu thủ SC Vui Vẻ. Đăng Khoa là cầu thủ trẻ rất tài năng của Vàng Danh. Điểm cho Vàng Danh 3-1. Pha bắt bóng rất mạnh của Đăng Khoa. Mạnh Hùng. Mạnh Hùng đã ghi điểm cho SC Vui Vẻ 2-3. Và phát bóng không qua lưới của Việt Con. Điểm cho Vàng Danh 4-2. Đức Trọng phát bóng cho Vàng Danh. Đăng Khoa. Quá hay. Và đánh nhanh quá hay của Đăng Khoa. Điểm cho Vàng Danh 5-2. Đăng Khoa. Lại một pha ghi điểm nữa của Đăng Khoa. Điểm cho Vàng Danh 6-2. Mạnh Hùng. Và đánh bóng của Mạnh Hùng đã ra ngoài. Điểm cho Vàng Danh 7-2. Đức Thịnh. Và đánh bóng rất đẹp mắt của Đức Thịnh. Điểm cho FC Vui Vẻ 3-7. Và phát bóng ăn điểm trực tiếp của Văn Hiệp. Điểm cho FC Vui Vẻ 4-7. Đức Thịnh phát bóng cho FC Vui Vẻ. Đăng Khoa. Và chắn đôi rất kín của Việt Con vào Mạnh Hùng. Điểm 5-7 cho FC Vui Vẻ. Anh Long đánh bóng không qua được tay be của Văn Hiệp.
điểm cho FC vui vẻ. 6-7. 5 Khoa. 3 xử lý bóng không qua lưới của Văn Hiệp, điểm cho Vàng Danh 8-6. Phạt bóng không qua lưới của Đăng Khoa, điểm cho FC vui vẻ 7-8. Thế Quyền phát bóng. Tám đều cho FC vui vẻ. Văn Hiệp phát bóng cho FC vui vẻ. Đăng Khoa. Lại một pha. Pha chắn đôi của Việt Quân và Mạnh Hùng. 9-8 cho FC vui vẻ. Pha phát bóng ra ngoài của Mạnh Hùng, điểm cho Bạc Danh 9 đều. Pha đánh bóng không qua lưới của Mạnh Hùng, điểm cho Vàng Danh 19. Đức Trọng phát bóng cho Vàng Danh. Và phát bóng rất khó chịu của Đức Trọng. Điểm 11-9 cho Vàng Danh. Và đánh chồng rất hay của Đức Thịnh. Điểm cho FC vui vẻ 10-11. Anh Long. Và bóng rất mạnh của anh Long đã ghi điểm cho đội Bằng Danh 12-10. Anh Long phát bóng. Đức Thịnh. Chào. Điểm cho FC vui vẻ. 11-12 à? Mười hai đều cho FC vui vẻ. Và phát bóng rất khó chịu của Mạnh Hùng đã ghi điểm cho FC vui vẻ 13-12. Việt Quân phát bóng cho FC vui vẻ. Đăng Khoa. Và đánh bóng. Điểm cho Vàng Danh 13 đều. Con pha cứu bóng rất hay của Văn Hiệp. Đăng Khoa. Đăng Khoa đã ghi điểm cho Bằng Danh 14-12. Đăng Khoa phát bóng cho Bằng Danh. Đức Thịnh đã ghi bóng điểm cho FC vui vẻ 13-14. Pha bóng không qua lưới của Đức Thịnh. 15-13 cho Bạc Danh. Anh Long. Anh Long ghi điểm cho Bạc Danh 16-13. Anh Long là cầu thủ rất trẻ của Bạc Danh. 16-13.
pha đánh bóng chạm chắn ra ngoài của Thế Quyền. Điểm cho FC Vui Vẻ 14-16. Pha đánh nhanh không qua lưới của Đức Thịnh. Điểm cho Vàng Danh 17-14. Anh Long phát bóng cho Vàng Danh. Không qua tay chắn của Vàng Danh. Điểm cho Vàng Danh 18-14. Đăng Khoa phát bóng cho Vàng Danh. Hay của Thế Mạnh 19-14. Tay chắn được của Mạnh Hùng. Điểm cho Vàng Danh 20-14. Pha bắt bóng ăn trực tiếp của Thế Mạnh 21-14 cho Vàng Danh. Loạt chắn của Đức Thịnh 15-21. Ra ngoài của Mạnh Hùng 22-15 cho Vàng Danh. Bóng rất mạnh của Mạnh Hùng ghi điểm cho FC Vui Vẻ 16-22. Của Đăng Khoa. Đăng Khoa ghi điểm cho Hoàng Danh 23-16. Thế Quyền đánh bóng ra ngoài 24-16 cho Hoàng Danh. Thật đấy. Sau hai set là một đều các bạn nhá. Gọi là hai đội sẽ phải bước vào trận đấu thứ ba, trận đấu quyết định các bạn. Gọi là trận đấu thứ ba, trận đấu quyết định giữa câu bộ FC Vẻ Hồng Bí và câu bộ Vàng Danh các bạn nhá. Trong trận đấu thứ ba, trận đấu quyết định này thì các anh trai bên phía đội FC Vẻ, đội chủ nhà là bên phía tay phải của mình các bạn. Còn câu bộ Vàng Danh là bên phía tay trái của mình các bạn. Với trận đấu thứ ba sẽ chính thức bắt đầu. 0-0. Hữu Hòa phát bóng. Một tốt của Đức Trọng. Đăng Khoa. Điểm cho FC Vẻ. Vâng, điểm 1-0 cho FC Vẻ. Vâng, ngoài bóng ngoài sân. Một đều. Một đều cho anh trai đến từ câu bộ Vàng Danh. Một tốt của Hữu Hòa. Quá tốt. Điểm cho FC Vẻ 2-1.
Việt con người phá bóng. Một tốt đang qua rồi. Anh Long. Còn có điểm số cho Vàng Danh. Hai đều. Hai đều Vàng Danh bạn ạ. Đúng một tốt của Thế Quyền. Mạnh Hùng quá tuyệt vời. Điểm cho FC về 3-2. Và kết thúc quá tuyệt vời của Mạnh Hùng để mang được số 3-2 cho FC về ạ. Bằng Đức Thịnh người phá bóng. Đăng qua. Vâng, ba đều rồi. Vâng, ba đều trong trai viết đội Bằng Danh. Tình huống phòng thủ không thành công của FC về ạ. Đăng qua người phá bóng. Cơ hội cho ai? Đức Thịnh. Quá tốt. Vâng, pha ghi điểm của Đức Thịnh cho FC về ạ. 4-3. Mấy thằng nhớ điểm cho chú nhá. 4-3 nhá. Đức Trọng. Chạm chắn ra ngoài. Điểm cho con trai bên phía đội FC về ạ. 5-3. Hữu Hoàng người phá bóng. Đội một tốt của Phú Mạnh. Anh Long bắn chắn quá tốt. Vâng, tình huống bắn chắn tốt của Việt Quang. 6-3 cho FC về ạ. 6-3 đấy. Bóng vẫn còn. Hội trao cho ai đây? Mạnh Hùng, bóng vẫn còn các bạn. Bóng hiền rồi, cơ hội trao cho ai? Đông quá, quá tốt. 4-6 cho Vàng Danh. Và ghi điểm của Đăng Khoa cho Vàng Danh. Đức Trọng người phá bóng. Mạnh Hùng. Quá tốt, bóng chạm chắn rồi. Tình huống đập bóng của Mạnh Hùng đã chạm chắn ra ngoài. 7-4 cho FC về ạ. Và Việt Quang người phá bóng. Vâng, rất đáng tiếc. Việc con phá bóng ra ngoài. Điểm cho Bằng Danh. 5-7. Vâng, anh Long sẽ người phá bóng cho Bằng Danh. Vâng, lỗi bẫy chắn rồi. 8-5 cho trai bên phía đội FC Vẻ và hai đội sẽ tiến hành đổi sân. Một tình huống gài bẫy thành công của Việt Quan. 8-5 các bạn. Đức Thịnh phát bóng. Rất đáng tiếc, bóng ngoài sân rồi. 9-5 cho FC về ạ. Vâng, khoảng cách giữa hai đội đang là 4 điểm số. Thế Quyền phát bóng. Bước một tốt của Phúc Mạnh. Anh Long bám chắn tốt. Đăng qua thành công rồi. Tình huống kết thúc uy lực thành công của Đăng qua và phá chắn thành công. 6-9 cho Vàng Danh. Vâng, khoảng cách giữa đội đang là 3 điểm số. Bước một tốt Đức Thịnh. Mạnh Hùng. Tình huống đập bóng của Mạnh Hùng ra ngoài. 7-9 cho Bằng Danh. Ông khoảng cách rút ngắn còn 2 điểm số rồi. Đăng Khoa phát bóng. Bước một tốt của Hữu Hà. Và anh Trọng. Có chạm tay không? Vâng, 17 cho FC về ạ. 17 FC về ạ. Hữu Hà phát bóng. Đăng Khoa. Cơ hội trao cho ai? Một pha xử lý ngay của Việt Quan. Rất đáng tiếc. 11-7 cho FC về ạ. À, khoảng cách là 4 điểm số rồi nhá. Mạnh Hùng phóng. Quên. Ai đây? Đăng Khoa.
Bóng ngoài sân. 12-7 cho FC Vẻ. Vâng, khoảng cách nới rộng thành 5 điểm số rồi. Việt Quang phát bóng. Rất mạnh. Rất đáng tiếc và hợp tấn công không thành công. 13-7 cho FC Vẻ. Còn 2 điểm số rồi thì FC Vẻ sẽ giành chiến thắng trong set đấu thứ 3, set đấu quyết định. 13-7 rồi. Rất đáng tiếc, tình huống phân bóng ra ngoài của Đức Thịnh. 8-13. Và đáp lễ của anh Đồng rồi. 14-8 rồi các bạn ơi. Một điểm số rồi là kết thúc trận đấu thứ 3 này. 14-8 rồi. Có điểm số cho Bằng Danh. 9-14. Vâng, trận đấu chưa kết thúc được các bạn ạ. Liệu có tình huống kết thúc trận đấu hay không? Cơ hội chào cho ai? Việt Quân. Vâng, vậy là kết thúc trận đấu thứ 3 này. Các trai bên phía đội FC Vẻ đã xuất sắc vượt qua Bằng Danh với tỷ số là 15-9. Vâng, ở chung cuộc sau 3 set thì FC Vẻ đã giành chiến thắng trước Bằng Danh với tỷ số là 2-1 các bạn ạ. Ui trời. Vâng, vậy là buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi cũng xin khép lại tại đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm và theo dõi. Xin chúc tất cả quý vị anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.